Đêm 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử với việc giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, dù thất bại 2-3 trước UAE. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm nên kỳ tích với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có điểm số tốt nhất của vòng loại thứ hai. Với việc tạo nên kỳ tích chưa từng có trong tiền lệ này, đội tuyển Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng và tập đoàn Hưng Thịnh thưởng thêm 2 tỷ đồng. Hiện tại, tổng số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 đã lên đến 8 tỷ đồng. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay của Bamboo Airways vào ngày 17 tháng 6. Toàn đội sẽ được cách ly tại một khách sạn ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các quy định về phòng dịch COVID-19. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, các cầu thủ sẽ trở về các câu lạc bộ trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dự kiến diễn ra vào cuối năm.